bỏ tranh cái biển tí gái ơi. Các bác lên mã giúp cho em là cá sấu trắng này. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 270.000 các bác nhá, 270.000 cho con cá sấu trắng này nhá. Lên mã giúp cho em là cá sấu trắng, hàng siêu đẹp siêu chất cho các bác luôn. Đây mã tem, mã vạch, mã cốt đàng hoàng. Hàng này bên nước ngoài nó đang bán này. Con này là hàng New York City các bác này. Con này bên Mỹ nó đang bán cho các bác cái giá đó là 800 đô các bác nhá, 800 đô. Đấy, đang bán cho các bác cái giá là 800 đô các bác nhá. Hôm nay thì riêng shop Phạm Huấn về cho các bác giá cực kỳ tốt luôn. Hàng thanh lý siêu thị chưa qua sử dụng rất là đẹp đây. Đấy, chất liệu của nó là các bác này. Đấy, chất liệu của nó đây các bác nhá. Đó, đây. Hàng da cá sấu rất là đẹp cho các bác luôn. Đây. Đấy, ở đây nó sẽ có cho các bác là một cái đầu như này. Ok chưa? Đấy, một cái đầu này rất là đẹp các bác này. Đấy. Đấy nhá. Đấy. Chất da cực kỳ là ngon luôn. Giá của nó sẽ là 270.000 thôi nhá. 270.000 và bao ship cho bác luôn. 270.000 và bao ship cho bác. Một cái bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là đây. Rất chất lượng luôn các bác nhá, rất chất lượng luôn. Bao gồm cho bác là một thắt lưng và một ví da nhá, một thắt lưng và một ví da cá sấu này. Đấy, con ví da này thì hàng da rất là mềm luôn. Hàng da rất là mềm cho bác luôn. Đây, made in USA các bác này, made in USA các bác nhá. Đó đây, ok chưa? Đó, hàng siêu chất cho các bác luôn. Hàng này của nó là thuộc cái dạng là hàng hàng khâu tay luôn các bác nhá. Đây hàng khâu tay này các bác này, rất là chuẩn chỉ cho các bác luôn. Đó, hàng khâu tay nhá, da cá sấu siêu mềm cho các bác luôn. Đây. Đấy, hàng khâu tay da cá sấu siêu mềm luôn các bác nhá. Đấy, một con ví như này, hàng rất chất lượng các bác nhá. Đây, made in USA không này. Đấy, made in USA. Ok chưa? Giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 130.000 nhá. 130.000 cho con 270.000 các bác nhá. Xin lỗi các bác, 270k. Cho con thắt lưng cá sấu trắng như này. Các bác lên cho em là cá sấu trắng nhá. Đấy, lên cho em là cá sấu trắng. Con này hộp nó màu trắng rất là đẹp luôn. Hàng made in USA các bác nhá. Đấy, đây. Cái thắt lưng này của nó thì nó sẽ là như này các bác này. Đây. Các bác chỉ cần là đẩy vào như này thôi. Đấy, nó sẽ có lẫy cho các bác. Đấy, hàng rất là ngon luôn, lẫy chắc chắn nhá. Màu đen huyền thoại cho các bác luôn, rất đẹp con này, rất đẹp luôn nhá. Mặt của nó rất là đẹp luôn. Ví thì chất da siêu mềm các nhá. Đấy, ví chất da của nó siêu mềm luôn các bác này, rất đẹp nhá. Đây, made in USA các bác nhá, made in USA luôn. Rất đẹp, rất chất lượng cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá rất là tốt luôn nhá. Đây. Đấy, made in USA này. Ok chưa? Đấy. Lên cho em là cá sấu trắng nhá. Giá của nó sẽ là 270.000 ạ. Đấy, lên cho em là cá sấu trắng này. Đó. Cá sấu trắng bác nhá. Đó, cá sấu trắng. Giá của nó sẽ là 270k nhá, 270k. Các bác lên cho em là cá sấu trắng, giá của nó sẽ là 270.000 cho cái bộ cá sấu trắng này. Bao gồm cho các bác là một thắt lưng và một ví như này nhá. Một thắt lưng, một ví như này. 270k bao ship đến tận nhà cho bác luôn. 270k bao ship tận nhà luôn. Lên cho em là cá sấu trắng nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cái thắt lưng đây. Đấy, cái này thì cũng là thắt lưng ví đồng hồ các nhá. Đấy, lên cho em là thắt lưng ví đồng hồ này. Con này nó sẽ là, các bác lên cho em là thắt lưng ví đồng hồ các nhá. Đấy, lên cho em là ví đồng hồ. Đấy, con này thì bên shop đang gửi tới các bác giá cũng cực kỳ là tốt luôn các nhá, giá rất tốt cho các bác luôn. Đấy. Đấy, lên cho em là ví đồng hồ các nhá. Đấy, các bác lên cho em là ví đồng hồ. Đây. Đấy, hàng của thương hiệu Pedro các bác này, Pedro. Đây, hàng nó sẽ bao gồm cho các bác là một thắt lưng, một ví và một đồng hồ nhá. Đấy, lên cho em là thắt lưng này, thắt lưng đồng hồ nhá. Đấy, thắt lưng đồng hồ, thắt lưng này, đồng hồ nhá. Lên cho em là thắt lưng đồng hồ. Giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là bao nhiêu? Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái thắt lưng ví đồng hồ các bác nhá. Các bác lên cho em là thắt lưng đồng hồ. Con này bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 300k nhá. 300k và bao ship. Đó, 300k bao ship cho cái thắt lưng đồng hồ này. Như vậy là các bác sẽ được nhận theo là có 3 món nhá. Thứ nhất là con thắt lưng này, đây. Một con thắt lưng siêu chất cho các bác luôn. Đấy. Mặt màu đen huyền thoại rất là đẹp luôn. Một thắt lưng một dây các bác này. Đây, một dây lưng như này. Đấy, về các bác chỉ cần lắp vào cho em là xong thôi. Hàng rất chất cho anh em luôn nhá, rất chất lượng luôn. Đấy, anh em sập vào là xong này. Đó. Các bác sẽ có là một thắt lưng này. Hàng rất đẹp, rất chất cho anh em luôn. Hàng cực kỳ chất lượng luôn. Đây. Đấy, thắt lưng rất là đẹp các nhá. Một con thắt lưng rất là đẹp luôn. Đấy. Đây, các bác lắp vào này là xong này. Đó, hàng của Pedro, hàng của hãng này. Chữ dập chìm hết các bác nhá. Đây. Logo của hãng này, hàng siêu đẹp siêu chất cho các bác luôn. Đấy, khóa cực kỳ là ngon các bác nhá. Khóa tanh tách luôn. Đây, các bác xem nó khóa nó kêu này. Đấy, nghe tiếng khóa nó kêu các bác đã thấy sướng rồi. Một con thắt lưng này. Tiếp theo là đến một con ví các bác này. Đấy. Đây. Tiếp theo là đến một con ví các bác nhá. Đây. Con ví cũng rất chất lượng cho các bác luôn. Đấy, cũng hàng của thương hiệu Pedro các bác này. Đây. Đấy, Pedro các bác này. Đây. Một con ví rất chất lượng cho các bác luôn. Đây. Ví rất là ngon các bác nhá. Đấy, một con ví rất là ngon như này. Pedro này, hàng của hãng này. Đấy, chất da của nó siêu mềm luôn các bác nhá. Chất da của nó rất là mềm luôn. Đó,
một con ví như này nhá. Con ví này thì rất là đẹp rồi, đó là ví nằm ngang đấy, ví ngang rất là đẹp luôn các bác, về để đồ đoàn tiền nong các thứ rất là phù hợp luôn. Tiếp theo đến một con đồng hồ như này nhá, đến một con đồng hồ như này, ok chưa? Đó, một con đồng hồ như này đấy, một con đồng hồ rất là đẹp luôn. Mẫu này là mẫu cải tiến các bác nhá, mẫu này mẫu cải tiến rồi, rất là đẹp này đấy, có cả lịch luôn anh em nhá, có cả lịch luôn. Con đồng hồ này có cả lịch cho bác luôn. Đồng hồ dây da này, mặt rất là to luôn, đẹp các bác nhá, mặt to, số to rõ ràng nhá, ok chưa? Đấy, đồng hồ nhá, mặt dạ quang luôn các bác nhá, ok chưa? Kim dạ quang luôn, rất đẹp như này nhá. Đấy, giá thì bao nhiêu ạ? Một bộ 3 món như này nhá, bộ 3 món như này các bác lên cho em là thắt lưng đồng hồ nhá, thắt lưng đồng hồ giá của nó sẽ là 300.000 nhá, 300k và bao ship cho cái bộ thắt lưng đồng hồ này. Hàng siêu tốt và hàng siêu tốt, siêu chất và giá rất hợp lý cho bác luôn. Còn thắt lưng này thì tương đối là dài các bác nhá, tương đối là dài. Đây, hàng của hãng hết này, có in logo thương hiệu hết nhá. Đây Perro này, Perro đây, trong đồng hồ cũng có Perro luôn này. Ok chưa? Giá là 300k các bác nhá. Giá là 300k cho con thắt lưng đồng hồ này các bác nhá. Lên cho em là thắt lưng đồng hồ, giá của nó sẽ là 300k các bác nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái con đèn đèn cúc áo có nhá, đèn cúc áo này, con này siêu sáng cho bác luôn. Đấy, các bác lên cho em là đèn cúc áo nhá. Đấy, đèn cúc áo. Giá của nó rất là sáng luôn. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50k có nhá. 50k cho con đèn cúc áo này. Đấy, lên mã giúp cho em là đèn cúc áo nhá. Đó, giá là 50k. Con này có tặng kèm các bác một dây sạc này. Chức năng của nó thì con này thứ nhất là đây, các bác sạc vào đầu này cho em này, sạc vào đây này. Đấy, thứ nhất là làm đèn sáng này. Thứ hai là làm móc khóa này, thứ ba là khui bia nhá. Đấy, các cái chức năng cơ bản như vậy. Rất sáng luôn nhá, sáng trắng luôn các bạn. Đó, rất là sáng. Con này các bác sạc đều, sạc đầy thì nó sẽ sáng từ 2 đến 4 tiếng. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác, giá của nó sẽ là 50k nhá, 50k. Lên cho em là đèn cúc áo nhá, đèn cúc áo này. Đèn cúc áo nhá. Đó, đèn cúc áo, giá của nó sẽ là 50k cho con đèn cúc áo này nhá. Sản phẩm tiếp theo, đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cái chai đó là cái hình ông già này là Long Ben à các bạn ơi. Đấy, thì cái này nó sẽ là Long Ben Hắc Lào anh em nhé, Long Ben Hắc Lào này. Con này chuyên trị Long Ben Hắc Lào luôn. Giá mấy nhỉ? Đấy, lên cho em là Long Ben Hắc Lào nhé. Và các loại ngứa là đều bôi là khỏi hết nhé. Đấy, lên cho em là Long Ben này. Đó, thuốc trị Long Ben này, Hắc Lào này. Đó, Long Ben Hắc Lào. Giá của nó sẽ là 30k nhé, 30k cho một lọ Long Ben Hắc Lào như này. Ok chưa? Đấy, con này bên shop bán rất là nhiều và giá cực tốt cho anh em luôn nhá. Giá rất tốt cho anh em luôn. Đấy, chị tiệt nọc cho anh em luôn. Anh em nào bị nấm rồi, vẩy nến rồi, ngứa rồi, Long Ben Hắc Lào bôi khỏi hết nhá. Giá của nó chỉ có 30k thôi. 30k cho một lọ Long Ben Hắc Lào như này, ok chưa? Sản phẩm tiếp theo nhá. Hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái lô đó là cái kem đánh răng của Nhật các bác nhá. Kem đánh răng Nhật đây. Đấy, đợt này bên shop về thì hàng siêu tốt cho bác luôn, hàng siêu tốt và giá cũng rất là tốt luôn nhá. Đấy, một cái hộp kem đánh răng của Nhật như này, bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 70k nhá, 70k trong hộp kem đánh răng của Nhật như này. Đấy, lên mã giúp cho là kem đánh răng Nhật nhá, giá của nó sẽ là 70k nhá, 70k trong hộp kem đánh răng Nhật như này. Mã tem mã vạch đàng hoàng nhá, hàng made in Japan có nhá. Đây, đấy các bác cứ dịch cái chữ này ra này, hàng nội địa Nhật này. Đấy, chữ này nó sẽ là chữ made in Japan này này. Đấy, 170g nhá, 170g. Đấy. Đấy, ví dụ như là ở hàng ở Việt Nam mình nó ghi là sản xuất tại Việt Nam chứ nó không ghi là made in Việt Nam, các bác hiểu chưa? Đó, thì đây cái này nó ghi là sản xuất tại Nhật thì chữ Nhật đây này. Đấy, 170g nhá. Mã tem mã vạch đàng hoàng nhá. Hàng thì con này là đặc trị viêm níu, viêm lợi và chảy máu chân răng các bác nhá. Đấy, chuyên đặc trị viêm níu, viêm lợi, chảy máu chân răng thì dùng con này cho em là cực kỳ ok luôn. Tinh chất gạo các bác nhá. Tinh chất gạo cực kỳ là thơm luôn các bác nhá. Tinh chất gạo cực kỳ là thơm luôn. Chuyên trị viêm níu, viêm lợi đây, đau lợi, chảy máu chân răng. Các bác dùng kem là ok hết nhá. Giá sẽ là 70k. Đấy. Kem đánh răng của Nhật siêu thơm luôn. Đấy. Rất là thơm nhá. Màu kem trắng này rất là thơm luôn. Đấy, ok chưa? Kem trắng rất là thơm luôn. Đấy, nói chung là một lọ kem đánh răng của Nhật như này. Một lọ kem đánh răng của Nhật như này rất thơm, rất sạch sẽ nhá. Chuyên trị viêm níu, viêm lợi, chảy máu trên răng mà giá thì chỉ có 70k thôi, bằng hàng Việt Nam thôi các bác nhá. Bằng hàng Việt Nam thôi. Giá siêu tốt cho bác luôn. Lên cho em là kem đánh răng Nhật nhá. Sản phẩm tiếp theo nhá. Đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác đó là cái đèn hộp nhôm các bác nhá, đèn hộp nhôm. Một con đèn hộp nhôm như này, bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là con đèn nhôm này bao nhiêu nhỉ? Đèn hộp nhôm nhá, các bác lên cho em là đèn hộp nhôm. Giá của nó sẽ là 110k nhá, 110k cho con đèn hộp nhôm này. Ok chưa? Con này thì bên shop cũng bán rất là nhiều rồi. Đó, 110k cho con đèn hộp nhôm này nhá. Ở đây các bác sẽ có cho em là một dây sạc này, một cái móc dây móc khóa này.
một dây sạc, một dây móc khóa các bác nhá, và một con đèn như này. Đấy các bác có thể đeo vào, đeo dây vào rất là ok luôn, đầy đủ trọn bộ sản phẩm cho các bác luôn. Đây anh em các bác này, đấy, công tắc bật của nó này rất là sáng luôn nhá. Nó sẽ có chế độ là sáng mạnh này, sáng vừa này, đấy, ánh sáng trắng, ánh sáng vàng này, đấy, và ánh sáng đỏ này, và nhấp nháy cảnh báo này, ok chưa? Ngoài ra của nó sẽ có cho các bác là bật lửa luôn nhá, bật lửa rồi nam châm hít rồi khui bia nhá. Bật lửa thì các bác dùng cái tính cái phím dưới này cho em, đấy, giữ lì này, bao giờ cái đèn nó lên là lửa nó sẽ lên này, đấy, lửa nó lên đỏ này, đấy, không dùng nữa thì các bác tắt đi cho em. Đấy, con này các bác dùng để hút thuốc rất là ok luôn nhá. Đây, đấy, giữ lì này là cái phím này sẽ lên này, đấy, là nó sẽ có lửa này, ok chưa? Đó, rất là ngon luôn. Các bác lên cho em là đồng đèn hộp nhôm nhá, đèn hộp nhôm. Giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 110.000 nhá. Hàng đựng trong hộp nhôm như này, cực kỳ chất lượng và xịn sò luôn. Giá chỉ có 110k nhá, 110k cho con đèn hộp nhôm này. Ok chưa? Sản phẩm tiếp theo, đó là hôm nay còn một cuộn tôn 5 phân đây này. Hôm nay bên shop em tiếp tục về cho bác cái lô đó là cái át đảo chiều các nhá. Át đảo chiều đây. Con này thì dòng này của nó sẽ là 63A các nhá. Đây, át đảo chiều 63A các bác này. Con này bên em đang bán là 170.000. Đợt này về cho các bác giá cực kỳ tốt luôn. Đấy, giá chỉ còn có 130k nhá, 130k cho con át đảo chiều như này các bác này. Đấy, lên mã giúp cho em là át đảo chiều nhá. Con này thì công suất của nó sẽ là 63A các bác nhá. Đấy, át đảo chiều 63A các bác nhá. Dùng tổng gia đình là thoải mái luôn. Đấy, dùng tổng gia đình là cực kỳ là ok và thoải mái luôn. Các bác cứ kết bạn Zalo thì em sẽ gửi cho các bác cái sơ đồ để mình biết cách mình đấu nối nhá. Đấy, để mình biết cách mình đấu nối thôi. Nó rất là tiện các bạn. Đấy, lên mã giúp cho em là lên mã giúp cho em là át đảo chiều nhá. Đợt này hàng về giá cực tốt luôn, 130k cho con át đảo chiều này nhá. Sản phẩm tiếp theo, đó là hôm nay bên shop em tiếp tục về cho bác cái lô đó là cái át cóc các nhá. Đấy, át cóc hàng của Nhật các bác này. Đấy, automat cóc hàng của Nhật, hàng của Mitsubishi. Con này của nó sẽ là 30A, dòng dò là 15mA. Con này thì các bác chuyên dùng cho em là dùng trong gia đình đấy, là các bác dùng cho các thiết bị ví dụ như là nóng lạnh, điều hòa rồi các thiết bị khác là ok. Hàng made in Japan con này. Đó, made in Japan nhá. Con này thì bên shop đang trân trọng gửi tới quý các bác anh chị cái giá đó là 100k nhá, 100k cho con át cóc này các bác nhá, 100k cho con át cóc này. Đó, 100k. Kìa nhanh lên khuôn lối ra. Đấy, 100k các bác nhá. Đó, 100k cho con át cóc này. Hàng made in Japan đây, hàng của thương hiệu Mitsubishi. Đó, giá của nó sẽ là bao nhiêu? Giá của nó sẽ là 100.000, 30A dòng dò 15mA Mitsubishi. Con này chuyên dùng cho nóng lạnh, điều hòa, các cái thiết bị khác các nhá. Đó, ok chưa? Sản phẩm tiếp theo, đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho anh em các bác đó là một lô cái vật mũi gấp các bác nhá. Các bác lên xem là vật gấp nhá. Đấy, lên xem là vật gấp này. Giá thì hàng này hàng của hãng luôn. Đây, công suất của nó là 2W này. Đấy, kích thước của nó là 50 x 23 cm này. Ok chưa? Hàng của hãng siêu chất lượng cho các bác luôn. Đấy, hãng nội địa Nhật siêu chất lượng cho bác luôn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá cực kỳ là tốt luôn. Đó. Alo. Sản phẩm tiếp theo đó là cái vật gấp anh em các nhá. Các bác lên cho em là vật gấp nhá. Đó, vật gấp này. Giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 150k nhá, 150k. Đợt này về cho các bác cái giá đó là 120k nhá. 120k cho con vật gấp như này. Hàng cực kỳ chất lượng cho anh em các bác luôn. Đây. Đấy, một con vật gấp, con này dùng nó rất là tiện. Nó sẽ khác hơn so với cái vật truyền thống nhá, là con này nó có thể gấp gọn được nhá. Con này thì hàng nó sẽ dài hơn cái lô lần trước một chút nhá. Đấy, nó dài hơn và rất là chắc chắn nhá. Khi các bác dùng nó dài hơn một chút thì mình dùng nó cũng tiện tay hơn. Đấy, các bác khua bắt mũi này nó rất là tiện này. Ưu điểm của con này ấy thì khi các bác không dùng nữa mình có thể gấp gọn. Gấp gọn nó rất là tiện. Cái dây sạc này đi đâu rồi? Đây, lô này thì hàng đẹp nhá, dây sạc cũng rất là dài cho các bác luôn. Dây sạc rất là dài cho các bác luôn nhá. Đó, đây. Các bác chỉ cần đẩy cái lẫy này lên này, đó là tính năng bắt mũi nó sẽ hoạt động này. Đây con này. Đó, đây. Đấy, con mũi nó sẽ chạm vào đây nó sẽ bị chập này các bác này. Đấy, mũi chạm đây nó sẽ bị chập các bác này. Đó. Đấy, ok chưa? Ngoài ra thì các bác tính năng vật mũi này, tính năng vật mũi thì các bác chỉ cần là ấn như này là sẽ vật mũi bình thường các bác này. Đấy, đánh rất mạnh luôn các nhá. Đấy, hàng này để lâu nó hết pin rồi đấy. Về các bác sạc vào cho em là ok luôn. Đây. Đấy. Giá hàng rất chất lượng cho bác luôn nhá. Đấy. Điện nó có thể đánh lên tới công suất của nó là 3000V các bác này. Điện đánh cực mạnh luôn các nhá. Đấy, đánh cực mạnh luôn. Ok chưa? Giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 120.000 cho con vật gấp này nhá. Hàng rất đẹp, rất chất lượng cho bác luôn. Cực kỳ là chắc chắn nhá. Đấy, các bác có thể để lên mặt phẳng như này.
để lên mặt phẳng như này các bác này. Đấy, rất là ngon luôn. Đấy, sau đó thì bật cái tính năng bắt muỗi tự động này lên này. Bật tính năng bắt muỗi tự động này lên. Đó. Và mình cắm sạc vào. Đấy, các bác bật tính năng bắt muỗi tự động thì các bác phải cắm sạc nhé, chứ còn để bình thường là nó sẽ hết pin. Ok chưa ạ? Giá rất là tốt cho bác luôn. Ui giời ơi, giật cả mình. Giá của nó sẽ là 120.000 thôi nhá. Các bác lên cho em là vợt gấp nhá. Vợt gấp 120k. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là hôm nay bên shop em tiếp tục về cái lô đó là đầu chuyển cưa các bác nhá. Đấy, đầu cưa. Bật chân của bóng lên đi. Các bác lên cho em là đầu cưa nhá. Con đầu cưa này thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Đây. Đấy, một con đầu cưa như này. Đấy, con này thì rất là đơn giản thôi, về các bác lắp vào cái máy khoan nhà mình nhá. Đây, xoáy cái đầu này vào này. Đấy, xoáy cho em cái đầu này vào. Ok chưa? Đây, xoáy cái này vào đây này. Đó, sau đó thì về các bác lắp cái đầu cưa vào đây và lắp cái đầu này vào con máy khoan nhá. Ở đây nó sẽ có cho các bác là đi 3 4 cái đầu cưa như này. Đây. 3 4 cái đầu mũi cưa khác nhau nhá. Các bác có thể là cưa sắt, cưa gỗ này. Đây. Cưa sắt có 2 mũi cưa gỗ và 1 mũi cưa sắt nhá. 2 cưa gỗ, 1 cưa sắt cho anh em. Đó. Có 2 cưa gỗ, 1 cưa sắt nhá. Đấy. Về các bác chỉ cần xoay cho em cái đầu này đi này. Đấy. Xoay cho em cái đầu này đi, sau đó thì mình lắp cái mũi này vào. Đó, đây. Xoay cái đầu này đi này. Đấy. Xoay cái đầu này đi, lắp cho em cái mũi này vào. Đấy. Lắp cái mũi này vào. Ok chưa? Xoay hết đi. Xoay hết đi, lắp cái mũi này vào. Đấy, rồi. Sau đó thì các bác bắt đầu sử dụng nhá. Khi sử dụng thì nó sẽ chuyển động. Nó phương nó sẽ chuyển động như này. Đấy. Để nó cưa cắt cho các bác nhá. Cắt cưa, cắt cây, cắt sắt đều ok hết nhá. Đây, em sẽ có cái video thực tế cho bác xem luôn. Đây các bác nhá. Cơ tiện ích sẽ biến máy khoan của các bác thành máy cưa chỉ trong nháy mắt. Thao tác đơn giản, lắp ráp dễ dàng. Các bộ phận được làm từ nhựa cao cấp và thép cứng. Có thể cưa gỗ, cưa sắt, cưa nhôm tùy ý, phù hợp với hầu hết các dòng máy trên thị trường. Các bác đặt hàng gọi ngay 0816642345. Đừng quên like. Đấy, ok chưa? Đơn giản, lắp ráp dễ dàng. Các bộ phận được làm từ nhựa cao cấp và thép cứng. Có thể cưa gỗ, cưa sắt, cưa nhôm tùy ý, phù hợp với hầu hết các dòng máy trên thị trường. Các bác đặt hàng gọi ngay 0816642345. Đừng quên like, chia sẻ và đăng ký kênh để xem những sản phẩm khác nhé. Đấy, lắp vào rất là tiện các bác nhá, lắp vào rất là tiện luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới anh em cái giá cực kỳ là tốt luôn. Đấy, anh em chỉ cần lắp vào nhà là xong. Đấy, là đưa vào máy cưa là nó sẽ tự sẽ chuyển động theo cái phương cưa như này cho anh em. Đấy, nó sẽ đẩy đi đẩy lại anh em nhá. Đấy, ok chưa? Giá siêu tốt cho anh em luôn. Anh em mua hàng thì có thể liên hệ nhá. Đấy, lên cho em là đầu cưa nhá. Đấy, lên cho em là đầu cưa. Con đầu cưa này giá của nó sẽ là bao nhiêu ạ? Đầu cưa này. Giá của nó sẽ là 100k cho con đầu cưa này nhá. 100k cho con đầu cưa này. Giá siêu tốt cho anh em luôn. Sản phẩm tiếp theo, đó là hôm nay bên shop em tiếp tục về cho bác cái lô đó là chổi thanh cọ lưng nhá. Các bác lên cho em là thanh cọ lưng nhá. Đấy, lên mã cho em là thanh cọ lưng. Con này thì bên shop đang bán cho bác cái giá đó là 50k. Đó, thanh cọ lưng này. Đấy, giá của nó là 50k, đợt này về cho bác giá tốt luôn, 45k cho một con thanh cọ lưng như này nhá. Đấy. Lên mã cho em là thanh cọ lưng. Giá của nó sẽ là 45k. Giá siêu tốt cho hàng luôn, 45k cho thanh cọ lưng này. Con này các bác dùng để tắm rửa kỳ cọt này, đằng sau lưng đằng trước rất là ok cho em luôn. Giá rất là tốt con nhá, giá rất là tốt cho hàng luôn. Lên mã cho em là thanh cọ lưng nhá. Giá của nó sẽ là 45k cho con thanh cọ lưng này. Ok chưa các bác? Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop em tiếp tục về cái lô đó là cái chảo của Nhật các bác nhá. Đấy. Các bác lên cho em là chảo chống dính của Nhật các bác này. Đấy. Chảo chống dính của Nhật đây. Con này thì siêu chất lượng cho các bác luôn. Hôm nay thì bên shop lại tiếp tục về cả lô luôn anh em nhé. Đấy. Lên cho em là chảo Nhật nhá. Đấy. Đường kính của nó là 28cm này. Đây, toàn bộ chữ Nhật là ngoằng đây. Lên cho em là chảo Nhật nhá. Đó. Chảo Nhật. Giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá. Cái chảo Nhật này bao nhiêu nhỉ? Chảo Nhật bao nhiêu đấy bạn ơi? Chảo Nhật bao nhiêu? 260k cho con chảo Nhật anh em các bác nhá. 260k. Bao ship cho anh em các bác luôn. Một con chảo cực kỳ chất lượng và giá cực kỳ tốt nhá. Ở đây sẽ có cho anh em là một cái quai bằng gỗ anh em này. Đấy, cái quai này của nó bằng gỗ anh em dùng thì nó sẽ cách nhiệt rất là tốt luôn. Đấy, cách nhiệt rất là tốt luôn anh em dùng nó rất là tuyệt vời nhá. Sau đó thì anh em chỉ cần là đây, chữ Nhật lòng hoàng hết này. Đấy, chữ Nhật lòng hoàng hết nhá. Đấy, anh em chỉ cần lắp vào đầu này thôi. Lắp đầu này cho em. Đó. Lắp vào đầu này cho em. Đó. Đây, lắp vào đầu này sau đó thì anh em xoáy ốc vào cho em là xong. Xoáy ốc vào này. Đó, ok chưa? Giá bên shop đang gửi tới anh em giá cực kỳ là tốt luôn nhá. Đây. Đấy. Giá rất tốt cho anh em luôn. Giá rất tốt cho anh em luôn. Đây anh em nhá. Đó, chảo này đường kính của nó sẽ là 28cm nhá. Anh em xoáy vào rất là ngon luôn. Đây, toàn bộ chữ Nhật tem mác Nhật anh em này. Đó. Giá bên shop đang gửi tới anh em giá cực kỳ là tốt luôn nhá. Đấy. Một cái con chảo Nhật như này, giá của nó sẽ là 260k, 260k và bao ship nhá cho một con chảo Nhật như này. Đó, 260k. Ok cho anh em. Giá rất là tốt cho anh em luôn. Đấy. Con này thì cán bằng gỗ này,
cán bằng gỗ chống 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 nóng này, thứ hai là có đánh nhám này, đánh nhám chống dính cho anh em cực kỳ là tốt luôn nhá. Mấy giờ rồi, giá bên shop đang gửi tới anh em giá là 260.000 anh em nhá, 260.000 cho con chảo Nhật như này. Tiếp theo hơn 9 rưỡi, thế thì ấy thôi, anh chuẩn bị like đấy. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác, đó là cái con đèn gọi là đèn xoay thôi nhé, đèn xoay hàng rất chất cho anh em các bác luôn, có cả đuôi điếc luôn anh em này, có cả đuôi luôn đấy, anh em về chỉ việc cắm điện là xong cho em này, đó có đuôi luôn nhá. Đấy, sau đó thì anh em xoáy vào bật công tắc lên là xong. Con này rất là đẹp luôn anh em nhé, một con đèn xoay rất là đẹp như này đấy. Giá bên shop đang gửi anh em cái giá cực kỳ là hạt rẻ luôn, đây anh em thấy chưa đấy, bao nhiêu nhỉ, đây đấy anh em thấy chưa, đây nó xoay rất là đẹp luôn anh em nhé, đấy ok chưa, bao nhiêu nhỉ, giá là 55k anh em nhé, 55k trong con đèn xoay này anh em này. Đấy nó xoay rất là đẹp luôn anh em thấy không, đây đấy, ok chưa anh em, đấy. Đấy giá chỉ có 55.000 thôi, có công tắc đóng ngắt cho anh em luôn đấy, có công tắc đóng ngắt luôn, đây nó xoay rất là đẹp anh em này, anh em thấy không, rất đẹp luôn nhá, đấy ok chưa, đấy anh em thấy không, rất đẹp luôn, rất tuyệt vời luôn đấy, nó sẽ tự xoay như này anh em nhá. Lên mã giúp cho em là đèn xoay nhá, giá của nó sẽ là 55k cho con đèn xoay này nhá. Lên mã giúp cho em là đèn xoay nhá, đấy đây đèn xoay đang bán là 60.000, xả cho bác còn 55k nhá, 55k cho con đèn xoay này, ok chưa. Đó sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cái sản phẩm đó là cái máy cạo râu đa năng nhá. Lên cho em là máy cạo râu đa năng, con này bao nhiêu nhỉ, bao nhiêu, máy cạo râu đa năng nhá, lên cho em là máy cạo râu đa năng đó, máy cạo râu này, máy cạo râu đa năng này đó, đa năng, giá của nó là 160k anh em nhá. Con này hàng 3 chức năng luôn, thứ nhất là anh em có thể là cạo râu này, tăng đơ chấn viêm này, và anh em có thể tỉa lông mũi luôn. Đây bộ sản phẩm của nó như này các bạn này, đấy hàng rất chất lượng cho anh em luôn, sẽ bao gồm cho anh em là một thân máy cạo râu này, đấy một thân máy cạo râu, hàng cạo cực kỳ là sạch và khỏe luôn, ok cho anh em một thân máy cạo râu này. Tiếp theo là một cái con đầu tỉa lông mũi này và một cái tăng đơ này, đấy thì anh em muốn dùng cái đầu nào thì dùng nhá. Đây đầu này để tăng đơ chấn viêm anh em này, cái này thì anh em chỉ dùng chấn viêm thôi đấy con nhá. Đấy con này thì tỉa lông mũi này, khi bác dùng cái chức năng tỉa lông mũi thì cắt giải rút ra cho em, sau đó thì lắp vào này, đó ok cho anh em, chạy rất là ngon luôn anh em nhé. Đó đây chạy rất là ngon luôn anh em nhé. Đó cạo râu thì anh em lắp cái đầu cạo này vào cho em đấy, cứ đúng cái lẫy này anh em sập vào cho em là xong đấy. Sau đó thì anh em cạo râu thì cái này nó là ba lưỡi độc lập, cho nên là anh em nhấn vào như này, anh em phải nhấn vào như này cho em nhé. Đây anh em phải nhấn như này cho em này, đấy nhấn này cho em nhé. Đó con này cạo cực kỳ là sạch luôn đấy, nhưng mà anh em dùng anh em phải nhấn vào như này nhá, nhấn vào như này, nhấn lì vào da ấy. Chứ anh em nếu anh em cứ để mơn mơn bên ngoài là nó sẽ không sạch đâu, anh em bắt buộc anh em phải nhấn lì vào anh em nhé, nhấn lì vào, sau đó thì anh em đẩy tinh tiến lên đó là nó sẽ sạch hết cho anh em luôn. Đấy con này thì bên shop đang gửi tới anh em cái giá là 160.000 cho cả cái bộ như này, 160.000 cả tăng đơ, cả tăng đơ cả chấn viêm, nói chung là tất cả toàn bộ như này anh em nhé, giá chỉ có 160.000 thôi. Đó hàng rất chất lượng cho anh em luôn và giá rất là tốt nhá, 160k. Đấy lên mã cho là máy cạo râu đa năng 160k rồi, ok các bác nhá. Đấy đốc sạc kèm pin, con này thì bên shop để cho các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn, giá thì chỉ có 70k thôi, giá 70k cho cái đốc sạc kèm pin này thôi này các bác này. Đó đây các bác chỉ cần sập cái này cho em là xong rồi đấy, một đốc sạc kèm pin như này nhá, giá của nó sẽ là 70k các bác nhá. Đó 70k cho cái đốc sạc kèm pin này, rất ok cho anh em luôn. Đó giá rất tốt cho anh em nhá, 70.000. Anh em đã có sẵn cho em là hai viên pin nhá, hai viên pin này đấy, hai viên pin kèm theo là một cái đốc như này nhá, đấy à bốn viên pin nhá, đấy đốc sạc kèm bốn viên pin luôn, giá là 70k, rất là tiện cho các bác sử dụng. Pin này của nó là thuộc dòng là pin 1.2V nhá, đấy pin 1.2V, đấy pin này là nó gọi là pin đồng hồ nhá, pin đồng hồ này, đó nó thuộc dạng là pin đồng hồ nhá, đấy. Đấy, các bác lên trên là đốc sạc nhá, đốc sạc pin đồng hồ, giá của nó sẽ là 70k nhá, 70k cho cái đốc sạc pin đồng hồ này. Đó 70k cho con đốc sạc pin đồng hồ này các bác nhá. Đó sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cái lô đó là vòng trầm điều hòa huyết áp này. Đây một cái vòng trầm điều hòa huyết áp như này rất là ngon lành luôn này các bác thấy không. Đó lên mã giúp cho em là vòng trầm điều hòa huyết áp nhá, vòng trầm này, đó vòng trầm này, điều hòa huyết áp nhá, điều hòa huyết áp. Đấy giúp cho các bác huyết áp đã thông huyết áp các nhá. Đấy thông kinh mạch, thông huyết áp cho các bác luôn. Huyết áp nó sẽ điều hòa cho các bác, huyết áp rất là tốt luôn. Giá của nó sẽ là 50k nhá, 50k thì cái hộp vòng trầm điều hòa huyết áp này. Đấy lên mã giúp cho là vòng trầm điều hòa huyết áp này. Giá của nó chỉ có 50k thôi anh em các bác nhá. Đấy 50k thì cái vòng trầm điều hòa huyết áp này. Đây
trầm sen các bác này, đấy trầm sen rất là ok cho bác luôn, rất là thơm luôn nhá, gỗ hương trầm tự nhiên rất là thơm luôn, giúp cho bác điều hòa huyết áp, đả thông kinh mạch nhá, nó rất là thơm luôn. Giá của nó sẽ là 50k nhá, 50k cho cái vòng trầm điều hòa huyết áp này, ok chưa? Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop em tiếp tục về cái dòng sản phẩm đó là cái con cưa lách anh em này, đó đây, con này gọi là con cưa lách đúng không? Đấy, con gọi là con cưa lách anh em nhá, cưa lách các bác nhá, đấy rất là ok cho anh em chưa? Hàng made in Japan luôn nhá, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho anh em luôn, made in Japan anh em này. Con này cưa thì thôi rồi luôn, rất là sắc luôn. Đấy, tổng chiều dài của cưa thì nó vào khoảng là hơn 20 cm nhá, tổng chiều dài thì hơn 30, còn nguyên cái phần lưỡi này thì vào khoảng 25 cm nhá, nguyên phần lưỡi khoảng 25 cm, rất là ok luôn, cán bằng gỗ rất là đẹp này. Đấy, người Nhật người ta làm thì cực kỳ là tỉ mỉ, cẩn thận và chắc chắn cho các bác luôn. Hàng made in Japan anh em này, hàng made in Japan đây. Giá thì bên shop đang trân trọng gửi tới anh em các bác cái giá đó là 70k nhá, 70k cho con cưa lách này. Các bác lên đã giúp cho em là cưa lách nhá, giá của nó sẽ là 70k nhá. Đấy, cưa lách nhá, cưa lách. Đấy, cưa lách thôi nhá. Nó lên mã giúp cho em là cưa lách nhá. Giá của nó sẽ là 70k. Con này thì nó là dòng cưa nhỏ, nó có thể luồn lách vào các cái vị trí nhỏ này. Đấy, các cái thân cây, thân cành nhỏ như này các bác này. Đấy, để cưa nhá. Rất sắc bén luôn. Hàng lưỡi của nó là lưỡi dập, lưỡi kép nhá, lưỡi kép siêu bén cho anh em luôn. Đó, lên mã giúp cho em là cưa lách, giá của nó sẽ là 70k nhá. 70k cho con cưa lách này, ok chưa? Sản phẩm tiếp theo đó là cái con vòi nối anh em các bác này, vòi nối này. Đấy, con này cũng rất là ok cho anh em các bác luôn. Lên mã giúp cho em là vòi nối nhá. Đấy, vòi nối. Giá của nó sẽ là 40k cho con vòi nối này nhá. 40k thôi, giá siêu tốt cho anh em các bác luôn. Đấy, lên mã giúp cho em là vòi nối, giá của nó là 40k. Đây. Con này thì các bác dùng nó rất là tiện. Đây con này, đấy một con vòi nối như này. Con này các bác cứ về các bác cứ đưa vào cái đầu nguồn nước nhà mình như này, đưa vào đầu nguồn nước nhà mình như này. Ok chưa? Ống 21, ống 27 các bác đưa vừa hết nhá. Con này thì nó có thể ngoắt nghéo này, ngoắt nghéo xoay tròn này. Ngoài ra các bác có thể xoay như này đấy để tạo cái nguồn nước này, ví dụ như là đường thẳng hoặc là đường hoa sen này, ok chưa? Đấy. Thao đầu vòi sẵn, thẳng đầu vòi hoa sen đều ok hết nhá. Giá thì rất tốt cho anh em luôn, đầu vòi thẳng, đầu vòi hoa sen được hết nhá. Giá siêu tốt cho anh em luôn. Giá thì chỉ có 40k cho cái con này thôi, rất là chắc luôn này các bác. Cắm vào rút ra rất là chắc luôn. Đó, ok nhá. Giá của nó sẽ là 40k nhá. 40k cho con vòi nối này. Đó, sản phẩm tiếp theo. Đó là con kéo cành đúc anh em này. Đấy, kéo cành đúc đây. Đấy, hàng made in Japan này, hàng bãi này con nhá. Bác nhá. Con này giá của nó sẽ là 160k nhá. Lên cho em là kéo cành đúc nhá. Đấy, kéo cành đen này. Kéo cành đen nhá. Đó, kéo cành đen. Giá của nó sẽ là 160k cho con kéo cành đen này nhá. 160k. Hàng made in Japan anh em các bác này, hàng made in Japan siêu chất cho anh em luôn. Kéo cành đen nhá, con này dùng rất là ngon luôn. Đấy, 160k cho con kéo cành đen này anh em các bác nhá. Ok chưa? Đó, 160k. 160k con kéo cành đúc này, ok này. Đấy, hàng bãi cái nhá, hàng bãi nhá. Đấy, made in Japan anh em nhá, ok chưa? Đấy, giá là 160k anh em các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo, đó là hôm nay bên shop em tiếp tục về cái lô. Đó là cái vòi sen quạt tăng áp này các bác này. Quá lên cho em là sen quạt tăng áp nhá. Đó. Sen quạt tăng áp đây. Con này thì bên shop vẫn đang gửi tới anh em cái giá cực kỳ là tốt luôn. Một cái sen quạt tăng áp như này, giá của nó sẽ là 100k anh em nhá. 100k cho cái con sen quạt tăng áp này. Con này nó sẽ có cho anh em là đóng ngắt trên tay này. Thứ nhất là đóng ngắt trên tay này, điều chỉnh to nhỏ này. Và có dây sẵn cho anh em luôn, có cả dây này, cả đầu vòi sen, có cánh quạt giúp tăng áp lực nước này. Đấy, lên mã giúp cho em là sen quạt tăng áp nhá. Giá cực tốt cho anh em luôn, sen quạt này. Đấy. Sen quạt tăng áp này. Giá chỉ có 100k thôi nhá, sen quạt tăng áp giá của nó sẽ là 100k nhá, đang bán là 140k đấy. Hôm nay xả đặc biệt cho bác luôn. Giá còn 100k nhá. Đấy, 100k thôi. Con này về các bác lắp vào là xong nhá. Đấy, nó giúp tăng áp lực nước rất là tốt luôn. Có cánh quạt tay tít này, có gọi là có lõi lọc này, có lõi lọc cho bác luôn, đầy đủ luôn nhá. Đó, rất là ngon lành luôn. Đấy, có dây kết nối luôn, dây dài khoảng 1m nha. Nói chung là rất là tiện dụng luôn, giá chỉ 100.000 thôi. Đầu có thể ngoắt nghéo này, đầu ngoắt nghéo được luôn nhá. Đầu ngoắt nghéo luôn, rất là tiện nhá. Đấy, giá thì cực kỳ rẻ cho anh em luôn. Chỉ có 100k thôi các bác nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là bộ dao ba con các bác nhá. Bộ dao ba con thì nó là hàng dao của Nhật, hàng dao nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng luôn đây. Hàng có thương hiệu Seiki Japan các bác này. Đấy, Seiki Japan made in Japan cho anh em luôn. Bác nào hay yêu cầu đòi made in Japan có made in Japan luôn nhá. Con này thì các bác lên cho em là chặt gỗ nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 230 này. Đấy, chặt gỗ. Giá của nó sẽ là 230k cho con chặt gỗ này nhá. 230k cho con chặt gỗ này. Đấy, con này thì siêu sắc bén luôn nhá. Đấy, dao chặt cán gỗ nhá anh em nhá, chặt cực kỳ ngon luôn này. Đây anh em này, em test thì em test từ con to trở về cho nên là các bác khỏi yên tâm luôn.
Riêng cái con to mà còn sắc như này thì những con bé khỏi phải test luôn nha anh em này. Ok chưa? Đấy, đây. Dao như này mới gọi là dao như này mới gọi là dao như này mới gọi là dao. Ok đi. Nhấp tay vào màn hình đi các bác ơi, nhấp tay vào màn hình đi, thả like đi anh em ơi, thả like đi. Ok chưa? Follow kênh đi anh em ơi. Follow kênh đi ạ. Ok chưa? Đấy. Đăng ký kênh đi, follow kênh đi, nhấp tay vào màn hình đi. Đó, ok chưa? Dao như này mới gọi là dao chứ. Đấy. Một con dao chặt mà như một con dao thái. Đấy, con dao chặt mà có thể thái mà con dao chặt có thể chặt anh em nhá. Ok chưa? Sắc như nước luôn nhá. Đó. Con này nặng khoảng 5 lạng anh em nhá, nặng khoảng 5 lạng, dao rất sắc bén luôn, nặng khoảng 5 lạng cho anh em này. Seki Japan, made in Japan, chữ khắc chìm luôn. Ok các bác chưa? Đó, rất ok, ngon lành cành đào luôn nhá. Đây. Các bác lên cho em là dao chặt gỗ nhá, dao chặt gỗ nhá. Con này giá của nó sẽ là 230.000 bao ship nhá. Đấy. Dao chặt gỗ này, giá sẽ là 230.000 bao ship này, ok chưa? Đấy, tiếp theo lên cho bác con thái gỗ này. Con thái gỗ này giá của nó sẽ là 100k nhá, 100k cho con thái gỗ này. Hàng này cũng rất bén luôn anh em nhá. Đấy. Hàng này cũng rất bén cho anh em các bác luôn. Con thái gỗ này là 100.000 này. Đây anh em này. Đó, đây. Ok chưa anh em? Đó, ok chưa? Đó, rất sắc luôn anh em nhá. Đấy. Gần như con nào, nói chung là con nào cũng sắc hết anh em nhá. Đấy, rất sắc bén luôn, ok chưa? Đó, rất ok anh em nhá. Rất ok luôn. Con này thì là con thái gỗ này, giá của nó sẽ là 100 này, 100 này, ok nhá. Tiếp theo lên anh em, con này con gọt gỗ này. Con này con gọt gỗ giá của nó là 60.000 này. Đây, con này là con gọt gỗ này. Đấy, con này con gọt gỗ này giá của nó sẽ là 60.000 nhá. Đấy, đây. Anh em xem này. Đấy. Cũng đều sắc như nhau hết anh em nhá. Đấy. Con nào cũng sắc như nước hết anh em ơi. Đấy, con nào cũng sắc như nước hết, ok chưa? Đó. Đây, con này các anh em lên cho em là gọt gỗ nhá, giá 60k nhá. Đó, gọt gỗ này. Đây lên cho em là gọt gỗ nhá. Gọt gỗ nhá. Giá 60k nhá. 60k cho con gọt gỗ này nhá, ok chưa? Đó. Cả bộ như này, cả bộ như này giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 330.000 nhá, 330.000 thôi anh em nhá. Cả bộ này 390 nhá, đợt này các bác mua cả bộ giá tốt cho anh em luôn. Đấy. 390.000, con này là 100 này. Con này 160 này. À con này 60.000 là 160 này, với lại con này 230 này. 230 là thành 390 này, nhưng mà các bác mua cả bộ như này giá chỉ có là 330.000 bao ship thôi nhá. Đấy, ok chưa? Đấy, các bác lên xem là bộ ba dao này. Đấy, bộ ba dao cán gỗ này. Đấy. Ba dao cán gỗ này. Đấy, ba dao cán gỗ nha. Lên xem là ba dao cán gỗ nhá. Giá của nó sẽ là bao nhiêu? 330k và bao ship luôn. Ok chưa? 330k bao ship cho bộ ba dao cán gỗ này các bác nhá. Đó, rất ok cho anh em các bác luôn. Đấy, các bác mua hàng thì có thể liên hệ các số hotline của bên em. Sản phẩm tiếp theo nhá. Đó là hôm nay bên shop em lại tiếp tục về cái lô đó là cái con đèn đuổi muỗi các bác nhá. Đèn đuổi muỗi đây. Con này thì nói chung là con này thì bên shop cũng bán rất là nhiều rồi. Đèn đuổi muỗi này, con này dùng cũng rất là tiện luôn. Đó. Con này cắm điện trực tiếp điện 220 cho anh em các bác luôn. Đấy. Một con đèn đuổi muỗi siêu chất như này anh em này. Đó đây. Đây anh em nhá, đèn đuổi muỗi đây. Đấy, con này sử dụng điện 220 luôn anh em, về chỉ việc cắm điện vào là xong thôi. Con này bên shop bán quá là nhiều rồi, nó là hàng chất rồi, hàng chuẩn rồi, anh em yên tâm. Đây. Chỉ việc cắm cái này là xong thôi, ok chưa? Đấy. Cắm như này bật công tắc lên, ở đây nó sẽ có công tắc cho anh em luôn. Đây, có công tắc đóng ngắt cho anh em này, điện 220 nhá. Ok chưa? Điện 220 có công tắc đóng ngắt cho anh em nhá. Đấy, để thử cái độ test cái độ bắt muỗi cho các bác xem nhá. Nó sẽ có một cái ánh đèn hồng ngoại như này đúng không ạ? Có một cái ánh đèn hồng ngoại này. Đấy, khi con muỗi nó bay vào này, đây. Có ánh đèn hồng ngoại như này nhá. Khi con muỗi nó bay vào nó sẽ bị chập điện anh em này, đây. Đấy, anh em xem nó chập điện này, đấy. Đây, điện nó chập này. Thấy chưa? Đấy. Anh em xem chưa? Muỗi nó chập và muỗi bay vào nó sẽ chập điện nhá. Chập điện nó sẽ dính đòn luôn anh em thấy không? Đó, đây. Ok này, đấy, chập này. Đấy anh em thấy không? Muỗi bay vào sẽ chập điện luôn nhá. Đấy. Rất là ok luôn. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới anh em cái giá đó là bao nhiêu nhỉ? 130.000 anh em nhá. 130.000 cho con đèn đèn bắt muỗi nhá anh em, lên cho em là đèn bắt muỗi nhá. Đấy. Lên cho em là đèn bắt muỗi này. Đấy. Đèn bắt muỗi, ok chưa? Đèn bắt muỗi. Giá của nó sẽ là 130k nhá. 130k cho con đèn bắt muỗi này. 130.000 nhá. 130k cho con đèn bắt muỗi này, ok chưa? Sản phẩm tiếp theo, đó là hôm nay bên shop em lại tiếp tục về cái lô đó là cái sản phẩm đó là cái đồng hồ bật lửa anh em các bác nhá. Đây, đồng hồ bật lửa này, hàng đựng trong hộp này, cực kỳ chất lượng xịn sò cho anh em luôn. Ở đây anh em sẽ có bao gồm cho em là một con đồng hồ này. Một con đồng hồ này đấy, bật lên này, bật lên thì lửa sẽ lên, nhưng mà con này về anh em phải bơm ga nhá, chưa có ga đâu, về anh em bơm ga vào cho em. Đồng hồ bật lửa nhá, giá của nó sẽ là 120.000 này. 120.000 cho con đồng hồ bật lửa này, rất ok cho các bác luôn. Đấy, đây. Đấy, về các bác bơm ga vào đít này nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em là đồng hồ bật lửa nha, con này chưa có ga nhá. Đấy, đồng hồ bật lửa này. Đồng hồ bật lửa nhá. Chưa có ga đâu nhá. Đấy, chưa bơm ga nhá. Chưa bơm ga này, chưa bơm ga nhá. Chưa bơm ga, giá bên shop đang gửi tới bác là 120k nhá.
120k cho con đồng hồ bật lửa này, con này chưa bơm ga nhá. Đây. Dùng cực kỳ là ngon luôn anh em nhá, dùng rất ngon luôn. Đây. Đấy, rất đẹp, rất chất lượng luôn, đồng hồ bật lửa giá là 120k nhá, chưa bơm ga. Ok chưa? Đây anh em chỉ cần đẩy xuống như này là có đèn báo này. Đẩy xuống này có đèn báo này đấy, ban đêm anh em dùng rất ok luôn. Đấy, về anh em bơm ga vào cho em đựng trong hộp rất chất lượng xịn sò, anh em có thể mua cho biếu tặng làm quà ok nhá. Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop em tiếp tục về cái bộ kim chỉ các bác nhá. Đó, bộ kim chỉ đây. Một bộ hộp kim chỉ này bao gồm cho anh em là 12 quận chỉ này. 12 quận chỉ và một cái hộp kim, một cái vỉ kim cùng với lại cái bộ đồ nghề như này nhá. Bộ đồ nghề như này. Đây, ok chưa? Đó, một cái bộ đồ nghề như này này. Cộng với lại 12 quận chỉ cho 12 màu khác nhau này. 12 quận chỉ cho 12 màu khác nhau, một hộp kim này. Đấy, đầy đủ luôn. Bây giờ các bác đi chợ đố các bác mua được một phát là 12 màu chỉ như này nhá. Mà giá thì cực kỳ rẻ luôn, cả cái bộ đồ nghề như này bao gồm đê rồi lấy dái tai rồi thước rồi nói chung là các kiểu con là điểu luôn, cả bộ như này. Giá chỉ có 40k nhá. Các bác lên cho em là kim chỉ nhá. Lên mã giúp cho em là kim chỉ này. Đó, kim chỉ. Giá là 40k đây cái bộ kim chỉ này nhá. Ok chưa? Kim chỉ 40k này. Tiếp theo lên cho các bác cái keo dán tôn này. Keo dán tôn thì một hộp keo dán tôn như này nó sẽ bao gồm cho các bác là một quận này nó sẽ bao gồm là đường bản là 10 sen nhá. Đấy, còn chiều dài thì từ 3 đến 5 mét nhá. Bên shop đang gửi tới bác cái giá là 45k cho một quận keo dán tôn như này nhá. Về các bác bóc ra dán lên tường, dán lên tất cả các cái bề mặt mà nó bị nứt, bị ngấm rột coi nhá. Đấy là các bác dán hết lên cho em là xong. Keo dán tôn nhá, giá của nó sẽ là 45k, các bác lên cho em là keo 10 nhá, keo 10. Giá sẽ là 45k cho các quận keo 10 này. Ok chưa? Đó, sản phẩm tiếp theo. Đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cái ly giữ nhiệt này. Đấy, em còn một ít nữa bán thành lý nốt cho bác này. Đấy, thành lý nốt cho bác ly giữ nhiệt đây. Rất là ok luôn nhá, hàng nội địa của Nhật này. Đấy, hàng của Nhật siêu chất lượng cho anh em luôn. Đấy, còn một ít nữa bán thành lý cho bác cho luôn, 60k một chiếc nhá. Đấy, 60k một chiếc này. Đó, 60k cho một chiếc ly giữ nhiệt như này. Chuẩn bị vào mùa hè đến nơi rồi. Các bác dùng để uống bia, uống nước ngọt, uống nước đá là ok nhá. Con này giữ nóng giữ lạnh đều ok hết nhá. Giá chỉ có 60k một chiếc thôi. Đấy. Đấy, tất cả bằng nhôm hết nhá, bằng nhôm hết này, bằng nhôm giữ nhiệt này. Đấy, bằng nhôm, bằng inox giữ nhiệt cho bác luôn. Đó, rất chất nhá. Hàng này bên Nhật nó đang tính theo yên đấy, tính ra tiền Việt mà khoảng 5-600 nghìn Việt Nam đồng một cái cốc này. Đó, nhưng mà nay bán chỉ có 60 nghìn cho bác thôi, 60k nhá. Ok chưa? Đó, tiếp theo đó là bên shop tiếp tục về cái dòng. Đó là cái thuốc. Con này là thuốc trị cái bà già này là cái gì đấy? Hả? Ông già. Ông già. Hắc Lào Long Biên các bác nhá. Đấy, con này chuyên trị Hắc Lào Long Biên bao nhiêu đấy? Đấy. Hắc Lào, bác nào bị Hắc Lào Long Biên thì dùng cái này cho em nhá. Hắc Lào Long Biên này. Giá của nó sẽ là 30k cho các em Hắc Lào Long Biên này các bác nhá. Nó rất là tiện luôn. Nó là thuộc cái dạng là dạng kem trắng như này anh em này. Hàng nội địa của Nhật em bán rất là nhiều rồi. Đấy, em bán rất là nhiều rồi, các bác ở trong miền Nam mua rất là nhiều luôn. Đấy. Chuyên trị Hắc Lào Long Biên cho các bác luôn. Đấy, Hắc Lào Long Biên các bác nhá. Đấy. Hắc Lào Long Biên này các bác bị nấm nước rồi vẩy nến với nước là bôi được hết các bác nhá. Đấy, giá của nó sẽ là 30k nhá. 30k cho cái thuốc Hắc Lào Long Biên này các bác nhá. Ok chưa? Giá của nó chỉ có 30k thôi. Giá siêu tốt cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo, đó là hôm nay bên shop em tiếp tục về cái lô đó là cái xịt giày khô các bác nhá, xịt giày khô. Đây. Đấy, xịt giày khô này. Đấy thì con này bên shop đang gửi tới các bác một cái chai xịt giày khô như này. Giá của nó sẽ là bao nhiêu nhỉ? 90k cho chai xịt giày khô này các bác nhá. Giá của nó sẽ là 90k này. Đấy, 90k. Lên cho em là xịt giày khô nhá. Xịt giày khô. Đấy. Xịt giày khô con này thì các bác giặt giày đấy, gọi nó nôm na nó là giặt giày khô, nó rất là tiện. Đây, các bác chỉ cần xịt ra cho em như này, xịt ra này. Đấy. Đấy, cái kem bọt kem màu trắng nó ra này. Đây. Đấy, cái kem màu trắng nó ra đây này, đây này. Đấy, cái kem màu trắng nó ra như này các bác nhá. Hương chanh rất là thơm luôn. Đấy, xịt ra sau đó thì các bác để một lúc này, để một lúc sau đó nó sẽ các bác sẽ lấy cái đầu bàn chải này các bác đánh đi, sau đó lấy khăn sạch lau đi là xong. Đấy, con này hàng tích hợp cả đầu bàn chải luôn, hương chanh rất là thơm nhá. Lên mã giúp em là xịt giày khô, giá của nó sẽ là 90k nhá, 90k cho chai xịt giày khô này. Tiếp theo đó là cái bột thông cống này các bác này. Đấy, lên mã giúp em là bột thông cống này. Bột thông cống này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là bao nhiêu nhỉ? 35k nhá. Trước đang bán là 40k nhá, đợt này về cho các bác giá tốt luôn là 35k cho cái chai xịt thông cống này nhá. 35k này. Đấy, 35k cho cái chai bột thông cống này nhá. Đấy, đây là cái bột của nó này. Về các bác đổ xuống cái cống nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet nhà mình thôi là nó sẽ đánh tan các cái chất hữu cơ nhá. Chất hữu cơ ví dụ như dầu mỡ rồi cặn bám các kiểu con là điểu mình dùng lâu ngày ấy, là mình đổ vào là nó sẽ sùi lên luôn, tẩy sạch cho các bác luôn. Thơm tho diệt khuẩn tẩy sạch luôn nhá. Giá chỉ có 35k thôi các bác nhá. 35k thôi.
Tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cái lô đó là cái gãi lưng này. Đấy, con gãi lưng này. Con này thì đợt này hàng về cho bác giá cực kỳ tốt luôn. Chỉ có 20k cho một con gãi lưng này thôi nhá. 20k cho một con gãi lưng như này các bác nhá. Đó, giá chỉ có 20k thôi. Ok chưa? Đó, 20k cho một cái gãi lưng như này. Giá là 20k nhá. Đấy, bằng inox và bằng sừng cho bác nhá. Đây, cái này bằng inox, cái này bằng sừng này. Dùng để gãi lưng thì thôi rồi luôn, rất là ngon các bác nhá. Đó, bao phê luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là cái găng tay xanh anh em này. Đấy, găng tay xanh con này thì bác dùng đi nắng đi mưa làm vườn bảo hộ lao động được hết nhá. Sử dụng được cho cả điện thoại luôn. Giá thì bên shop đang bán là 60.000, đợt này về cho bác giá tốt 50k nhá. Đấy, lên mã giúp cho em ạ. Găng tay xanh nhá, giá của nó sẽ là 50k cho một đôi găng tay xanh như này các bác này. Đấy. Hàng này là bán thanh lý không lợi nhuận cho bác luôn, thanh lý không lợi nhuận luôn nhá. Đấy, lỗ vốn luôn. Đấy, chỉ có 50k thôi. Đấy, ok chưa các bác? Đấy, ok chưa? 50k cho cái đôi găng tay xanh như này nhá. Cái này nó có khóa như này cho nên là các bác đeo cái nào cũng vừa hết, rất ok luôn. Vừa hết các nấc cho anh em các bác luôn nhá. Đấy, rất là vừa luôn. Đấy, 50k nhá. Tiếp theo đó là lên cho anh em cái sản phẩm đó là cái bộ lấy dây tai đa năng nhá. Bộ lấy dây tai đa năng. Bộ này thì bên shop đang gửi tới anh em cái giá cực kỳ tốt luôn. Anh em mua hàng thì có thể liên hệ này. Đấy, giá của nó cũng chỉ là 30k cho cái bộ lấy dây tai đa năng này thôi nhá. 30k anh em nhá. Đó. 30k cho một cái bộ lấy dây tai đa năng như này. Ok chưa? Đấy, anh em có thể mua để về sử dụng này. Đấy, bộ này của nó sẽ bao gồm cho anh em là 6 đầu như này nhá. 6 đầu như này, rất ok cho anh em luôn. Nhỏ gọn tinh tế này, anh em thấy không? Đấy, 6 đầu lấy dây tai như này. Đấy, đầy đủ bằng inox hết nhá anh em nhá. Đấy, bằng inox hết, cực kỳ là ngon luôn. Đó, rất là ok cho anh em nhá. Giá chỉ có 60k thôi anh em nhá. À, giá chỉ có 30k thôi anh em nhá. Đó. À, giá của nó sẽ là 30k anh em nhá. Ok chưa? Giá sẽ 30k cho cái sản phẩm này này. Đấy, rất là ok luôn. Đấy, tiếp theo thì lên cho anh em cái con chai xịt rỉ nhá. Đấy, con này là chai xịt rỉ này, công nghệ của Australia anh em này, sản xuất tại Thái Lan nhá. Sản xuất tại Thái Lan theo công nghệ của Australia anh em nhá. Con này thì các bác lên cho em là xịt rỉ nhá, xịt rỉ. Giá của nó sẽ là xịt rỉ nhá. Đợt này hàng về cho các bác giá tốt luôn, một chai xịt rỉ như này. Giá của nó chỉ còn là 45k thôi anh em nhá. 45k cho một chai xịt rỉ như này các bác nhá. Đó, 45k. Lên mã giúp cho em là xịt rỉ nhá. Giá của nó sẽ là 45k cho chai này. Con này các bác dùng rất tiện luôn. RP7 này. Đấy, chất bôi trơn đa dụng nhá. Các bác bôi vào đâu cũng được nhá. Bôi vào đâu cũng trơn hết luôn nhá. Ok chưa? Đó, rồi, ok các bác. Tiếp theo lên cho bác con ổ điện xanh này. Đây, con ổ điện xanh này các bác lên cho em là ổ U16 này, ổ U16 này. Đấy, con này nó sẽ có 16 lỗ cho bác luôn, giá là 100.000 nhá. Đây, 1 2 3 4 này, 5 6 7 8 này, 9 10 11 12 13 14 15 16 này, 16 lỗ có công tắc đóng ngắt luôn. Dây dài khoảng 2 mét nhá. Dây dài khoảng 2 mét cho bác luôn. Lên mã giúp cho em là U16 nhá. Giá bên shop đang gửi tới anh em các bác cái giá đó là 100k nhá, 100k. Rồi, ok.